Mai Vàng núi Bà Tây Ninh. Trước hết con xin chào bà Linh Sơn Thánh Mẫu, chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 13 tháng 5 âm lịch năm Giáp Thìn. Xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Hôm nay cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là mình xử lý những cây mai trồng đất sau 2 năm. Thường tôi làm cái tiêu đề là vừa chăm sóc cây mai lớn. Không các bạn, vừa chăm sóc cây mai lớn, mai chậu và mình trồng cây mai. Thì tôi đây là cái kinh tế nhỏ. Thì tôi làm sao tôi chia sẻ các bạn như vậy thì để cho nó có một cái kinh tế phụ. Thì mình chăm sóc một cái vườn mai vậy nè các bạn, không phải là đơn giản ha. Là như thế nào thì tôi nói là mình nói sơ cái này đi rồi mình mới trở qua cái vấn đề cây mai con xử lý như thế nào sau 2 năm trồng. Thì bây giờ các bạn thấy là một cái vườn mai lớn như vậy, vấn đề quan tâm nhất của cây mai là con bọ trĩ. Sâu thì nó thường xuyên, ngày mai tôi sẽ tiếp tục xịt sâu. Với cái bộ lá như vậy mình trị con bọ trĩ rồi, bây giờ bắt đầu sâu. Mới có 3-4 ngày thôi thì nó lại sâu. Thành ra những cây đối với cây mai coi vậy chứ khó lắm các bạn ơi. Khó là vấn đề, nó dễ mà nó khó. Nè, mới xịt bây giờ phải xịt nữa, mà xịt nguyên một cái vườn dày thì nó tốn kém, quá tốn kém. Các bạn thấy không, bây giờ để á, bây giờ có sâu rồi, mình không xịt 3 ngày sau thì cái vàn lá này nó đi hết. Và cái còn cái nó còn đỡ nha, cái con bọ trĩ thì sao, nó làm cho cây mai mình nó suy kiệt luôn, nó rùng hết cây mai mình nếu mình trị bọ trĩ không hết. Thì không phải dễ nha các bạn, dễ mà khó, khó mà dễ, tốn kém dữ dằn. Trong lúc này kinh tế khó khăn, nếu mà chia sẻ vấn đề cây mai con thì nó có phù hợp hay không, thì tôi nói các bạn là nhiều bạn rất là đắn đo. Bị gì năm rồi, năm nay nè, năm nay tức là hồi Tết này nè, hồi Tết năm nay nè, năm rồi chứ, ở đầu năm nay, ở Tết thế, âm lịch, cây mai bán nó không ra. Do đó nên chia sẻ, nhưng mà cái tôi nói các bạn, nghề nào thì nghiệp nấy mình phải đeo. Đừng bỏ lỡ nó thì nó uổng, biết đâu năm tới kinh tế mình, năm nay kinh tế này phát triển lại sao. Mình bỏ bê nó thì cái kinh tế mình sẽ mất trắng luôn. Do đó mình nghề, tôi nói nghề nào nghiệp nấy mình phải đeo, phải đeo đẳng nó. Thì bây giờ mình trở qua cây mai con. Sau khi tôi trồng 2 năm thì bây giờ hiện nay nó bị lớn vậy nè các bạn. Tháng mình đi từ từ mình xem ha. Nó không biết có chói mặt trời không, mình đi lui đi. Thì đây hiện nay nó ra nè, thì sâu nè. Các bạn thấy như vậy nè, các bạn bỏ đây chừng 3 ngày thôi là coi như toàn bộ cái này hết. Đây nè, con sâu nè. Mình làm nó làm như trồng lúa thần nông vậy các bạn ơi. Mình phải theo con dõi nó. Đây nè, con sâu nè. Thấy không? Này. Thì bây giờ 3 ngày sau thì cây mai của mình nó sẽ không còn cái lá này hết. Thì mình chăm sóc như thế nào cho cây mai của mình, đúng không các bạn? Cho cây mai của mình lúc nào cái bộ lá cái này nè thẳng thớm, không bỏ trĩ, không sâu, và cái bộ lá xanh dày thì cây mai của mình nó sẽ lớn. Rồi sau 2 năm thì tôi trồng cũng không có đạt lắm ha. 2 năm thì mình xem cái cây mai dày. Và cái với cái cách 1, mình lấy đế, tức là đều bầu hết, đúng không các bạn? Bầu. Cái này thì các bạn xem lại cái cách trồng cây mai con theo cách 1 tôi đã chia sẻ rồi, thì nó lớn nè. Rồi ngày mai mình xịt sâu. Thì sau 2 năm thì sao các bạn? Nó bị lớn vậy. Và mình tạo cái cành nhân là tôi đã tạo rồi. Đây, đúng không? Còn bây giờ mình chưa tạo thì mình tạo. Làm các bạn phải bóp sát vô. Cái tháng này mình làm cũng là hợp lý nè, đầu mùa mưa, bóp sát nó vô. Tại vì tôi làm rồi. Đây nè, cái mai tôi nó có cành nhân hết rồi, đúng không? Nặng thun hết. Rồi thì sau 2 năm mình mở cái bầu ra đi các bạn. Rồi đi từ từ ha, là tới đây tôi sẽ mở cái bầu cho các bạn xem.
nó chỉ đạt tỷ lệ là khoảng 60% các bạn ơi, chứ nó mình trồng không phải nói là bây giờ mình đặt cây mai xuống. À, tôi có chăm sóc nhưng mà nó cũng không kỹ lắm hen, tại vì mình nhiều quá với mình ỷ y. À, nó cũng cái xác suất nó cũng hào hụt và mình bỏ đi các bạn. Đây nè, đây nè, cành nhân hết luôn đây nè. Đây, các bạn thấy nè, nó ra nàng thùng theo tôi làm nàng thùng. Và mình đi sao một thân một cốt, tức là đi cây mai cho nó thẳng lên. Các bạn thấy cây mai từ dưới nè đi lên thấy không? Rồi mình tôi cắt cái chỗ này, lấy cái cành này lại, thì sau 2 năm thì tôi thấy cây mai này mình làm cái cách một nha các bạn. Thì các bạn thấy bộ đế này rất đẹp, bộ đế này tôi chịu nè, giờ nó thành cái cục luôn nè, bạn thấy nè, nguyên cục. Cây này tương lai, thấy không? Do mình làm theo cái cách một, cái đường kính này khoảng từ 25 trở lại, 22, 23, 24, 25. Cái đường này lên cũng vậy, nó tùy theo cái khổ này. Thì mình bao sau 2 năm thì bây giờ mình mở cái này ra đi các bạn. Tôi thì tôi sau 2 năm ha. Không biết mở nổi không đây. Đây, mở ra đi. Mình mở ra để làm chi? Khoan khoan, các bạn chờ chút nha. Tôi mở này ra cho các bạn xem luôn. À, xin lỗi các bạn ha. À, để tôi mở cái này ra để chia sẻ nó. Cái hồi làm á thì cho nó cứng, tới hồi mở ra thì nó cực quá. Rồi thôi bây giờ dày đi cho các bạn xem nè. Rồi xin lỗi nha, cho tôi để cái máy xuống nha các bạn. Rồi thì bây giờ nè các bạn thấy nè, cái đế nè tôi mời cho các bạn thêm. Sau khi mình làm cái thời gian 2 năm mời cái đế ra, mau ra đi các bạn, bị gì nó hết rồi, bao nhiêu cái điều nó đâm xuống hết rồi, nó không còn tác dụng cái bầu nó nữa, mình banh nó ra thì các bạn sẽ thấy cái bộ đế đây. Thấy không? Rồi đây. Vậy là được rồi, sau này nó lớn lên nè, sau này các bạn thấy không? Rồi cái bộ đế. Rồi các bạn lấy đất, các bạn lắp vô cỡ này thôi, hơi hơi vậy nè. Sau 2 năm mình lắp lại để làm chi? Cho cái này nó thoáng, cái cây nó phát triển mạnh hơn, để trong bầu 2 năm sau mở ra thì mình có được cái bộ đế này. Các bạn vừa ý chưa? Nó sẽ lớn theo tỷ lệ của cây này. Là các bạn nhớ nha, cây mai nhất đế thì mình đã có rồi, nhì thân. Cái thân là cái gì? Nó phải đi lên một thân một cốt đây nè, và lên nè, tôi cắt nè, nó cắt nè. Phải thân cốt không, và cái cành nhân. Rồi thì cây mai mình sau này có giá trị đây nè, cành nhân dưới nè, đúng không? Ra cành nhân nè, tôi tạo hết rồi. Thì bây giờ cây mai này khi mình đã tạo cành nhân, làm cái đế thân một cốt, tạo được cái cành nhân này rồi, đây. Thấy không? Còn nhỏ vậy thì cây mai này là rồi hoàn chỉnh, thì sau này nó lớn mình chỉ sạc nhẹ vậy thôi. Từ ở trong này nó đã có cành nhân rồi, sau này nó sẽ có những cái cành rất là đẹp để mình ra thị trường. Thôi làm đi các bạn, đừng bỏ nghe, nghề nào nghiệp đấy, có nhiều anh em rất là than vãn ở với tôi ha, vấn đề cây mai. Nhưng nghề nào nghiệp nấy, bởi vì mình trồng ít thôi, trồng nhiều các bạn sẽ chăm sóc không nổi, dở ra. Và chế độ phân, có các bạn hỏi mình bón phân hữu cơ là bao nhiêu thì nhúm vậy nè các bạn, giờ biết nhiêu nói không có phạm đâu, nhúm vậy nè. Hoặc các bạn lấy một cái muỗng cà phê đá đó,
các bạn múc cho thiệt là đầy, rải cho nó 15 ngày, rải hữu cơ 15 ngày, rải đáp DAB18460, rồi cây mai mình sẽ hoàn chỉnh. Thì đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay, đối với những cây mai trồng sau 2 năm mở bầu ra cho cây mai mình nó phát triển, đúng không? Chứ nó không có gì hết. Rồi, và nhớ nuôi thế nào giữ cái bộ lá này xanh như vậy thì cây mai nó lớn dần, sau này nó sẽ có cái cành nó giống như những cây mai này, bán vẫn được nếu các bạn hội tụ ba điều kiện: nhất đế, thấy không, nhì thân một cốt, thứ ba là cái cành nó phải cành nhanh, y như tôi chia sẻ các bạn. Như cây này mình lấy được như cây này là được rồi, cành nhanh hết nè, thấy không, đây đúng không, mình sẽ bán được, giá cả tùy theo mình muốn bán hay không mà thôi. Đừng vì kinh tế khó khăn nản lòng, không xịt thuốc, không rải phân. Sau này khi cây mai của mình nó sẽ bị gì, bỏ trĩ nè ha, mình bỏ bê ha, rồi cái khi bỏ trĩ nó ăn xong nó suy cái cây của mình rồi, cái nấm hồng ở trong nó tấn công ra, rồi nước mình không tưới, phân mình không rải, cây mai của mình sau chỉ cần 3-4-5 tháng các bạn bỏ liều thôi là không thể phục hồi luôn. Ở trong, ở ngoài bọ trĩ tấn công, suy cây mai, ở trong nấm hồng tấn công. Bỏ phân các bạn không bỏ, tưới nước nhiều khi các bạn, không phải không tưới nhưng các bạn sẽ lơ là. Cây mai tuổi thọ rất cao nhưng khi cây mai mà nó đã bệnh rồi thì mình không phục hồi được. Do đó tôi nói các bạn, nghề nào nghiệp nấy, ráng đi các bạn. Cậy mình cái gì cũng vậy, nó không theo ý muốn mình được đâu, cho nó qua một cái thời giai đoạn này, và cái giai đoạn tới mình sẽ lấy lại những gì thất thoát trong cái cách trồng cây mai. Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Một lần nữa con xin chào bà, chào các bạn, và hẹn gặp lại ở clip sau.